Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một túi thực màu. Túi màu này là túi đất sét nạm tự khô nha mọi người. Cái hộp đó là anh với em dùng. Em dùng của hai hộp này. Yến dùng. Yến. Trời. Đi xuống đó, đi về. Đây có cái tô vít là anh Long nhỉ? Vít được. Cần nó có. Yến này, chưa em đâu. Đang dưới nhà đấy. Lên phòng có người lớn người nhỏ không chạm với mọi cái gì ăn. Túi đất sét tự khô này thì gồm rất là nhiều màu các bạn. Như tên là 4 màu đen này, màu màu nâu đất này, màu tím này, màu xanh này, màu vàng này, màu cam, màu hồng. Tối tối em quay người lại. Màu hồng nhạt này. Bơ bơ. Rất là nhiều màu mọi người nhé. Các bạn có thể mua đường tay ngược sáng. Mua một túi như thế này nhé. Đây là đã dùng một túi là gồm 12 màu. Nhưng mà nó có bị tối thôi. Có chuyện gì làm gì? Mình mất rồi anh. Mình mất rồi. Nước gì lấy đi em? Nhà mình mới là đi cạnh. Nhưng mà khó lắm nha, nhưng mà không thể làm quay nổi. Cho sáng luộc sáng, có cái trang này nó tự khó. Ăn vô lại một cái đường hoài sao? Mùi không? Ồ. Vô lý nhỉ, không phải vô lý. Anh thấy mùi gì cả? Em thấy mùi không? Có quá. Đấy, chị có thấy mùi không? Đấy, anh nhỉ. Vậy chứ, anh cũng thấy là được. Mở cái cửa sổ ra, anh mở lại. Cứ nát đấy. Một túi như thế này là gồm 12 màu mọi người nhé, mà mình bạn lấy mất 2 màu. Em lấy không ai được rồi nè. Tối sáng em chiếu màu cam. Phải sắp thứ 7 đúng không? Đâu, nay thứ 6 chứ. À dưa à? Ồ, nhưng mà sáng ngày nay hôm nay chị dậy thì mệt thì báo chứ. Thôi hôm nay thứ 6 giờ cố gắng ngày nữa là được nghỉ. Chị à? Không, nhà chị còn hai đứa con mà chị bác đi đâu. Cái này nhà chị gần biển nên là chị cũng không ham biển lắm. Thật nhỉ? Mặc bikini có kiểu chưa? Ôi trời ơi! Rồi gì? Eo! Nó đang hâm mộ trong lê. Nó phải mặc bikini cho mọi người thấy nó sexy. Chị bố ơi, đôi nhiên mặc mộ. Lấy cái gì mà quay? Chờ quay review à? Hôm nay phải đặt 560 cái mà mất điện đi thì nào chị? Anh chị, 560 cái anh chị. Tắt rồi đi, tắt. Tắt đi em. Tắt rồi, tắt trước đi em, chỉ có lời gần mà. Em mua cho sáng em tắt luôn. Ok. Đáng tính anh Long cũng nhắm sớm ở đây mất điện để em vào làm bánh cuối. Tính làm bánh cuối mà sợ. Cũng dám ăn. Em phải nói trước. Ê, mà mất điện đâu nhá? Mất điện đâu chưa? Ừ? Mất điện đâu? Nói rồi.
6 giờ. Lẽ ra anh phải nhắn trước giờ hôm nay mất điện. Được rồi. Mọi người cùng biết. Kệ. Ờ, chả ai nói gì không? Chả nên nói gì là mình vội vàng đi đây. Trong cái cổng có điện ngồi chơi. Làm đây chơi chơi. Là ai thân gì cả? Nói thẳng khoách là không ảnh hưởng. Vì có ai đi rồi là không sẵn. Mình nghĩ không xem YouTube được rồi. Vẫn nằm ăn bình thường không? Thôi, thôi, lại chỗ của em chán quá rồi chứ. Em ở đây là sông Sườn. Sườn. Mẹ. Em tìm cái nước nước sữa cho con Yến mà không ở đây không còn. Sữa gì? Cái nước của Nuti á. Mày chị đi ra mua nước ạ? À? Ừ. Chị không uống nước ngọt nên chị vẫn mua được cả không? Nhất ngân. Nhất ngân. Tuyệt lắm ấy. Lắm ấy. Giờ anh ngồi cắp anh phát. Giống nhau là vì chia ra nó luôn. Để chiều em à trưa em về em cầm được cái rau ra dọc giấy. Nhà em thấy nhiều quá. Xuống xíu rau dọc giấy bây giờ nó mất tích đi đâu ấy. Anh đang đi tìm đi. Tại sao em vẫn xem được phim? 4 giống nhau mà chị. Hả? Sao em vẫn xem được phim? Chị em có mạng mà. Mạng điện thoại. Ủa, để ra. Xem lúc hết bốn. Ta. Nhưng mà cái bụng quá. Các bạn có thể tham khảo. Ngày này lúc này dùng để về nặn các con vật, nặn các cây, nặn các đồ vật cùng con nha. Ân tình của ngày xưa được buồn em. Qua em review hết đống đồ này chưa? Em review hết rồi. Rất cái cây bỏ. Bây giờ mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Đến tiếp theo, mọi người nhớ like và sub like trên YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào cả nhà.